chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết cuối ngày 16 tháng 5 của kênh VTC14. Thưa quý vị, hiện nay thì một khối khí lạnh yếu đang đẩy rãnh mây dông gây mưa xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Chính vì vậy mà ngày hôm nay sẽ là ngày nắng nóng cuối cùng trong đợt nắng nóng đầu tiên tại Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Tuy trời không nắng chói chang như ngày hôm qua, nhưng bầu không khí thì vẫn khá là oi bức và khó chịu. Nhiệt độ trong ngày hôm nay thì vẫn ở mức cao từ 38 cho đến 39 độ. Đêm nay tình trạng oi nóng vẫn diễn ra tại các tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ như là ở tại Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Phủ Lý, Nho Quan và cả Thái Bình. Mặc dù ban đêm nhưng là nhiệt độ vẫn cao từ 28 cho đến 30 độ. Từ khoảng nửa đêm đến gần sáng thì một dãy áp thấp có trục khoảng từ 23 cho đến 25 độ vĩ Bắc được hình thành rõ nét nối với vùng áp thấp nóng ở phía Tây đang bị nén yếu bởi một bộ phận áp cao nhỏ. Chính vì vậy mà tình trạng nắng nóng sẽ giảm hẳn ở các tỉnh miền Bắc, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Một vài nơi trong đêm nay và sáng mai sẽ có thể xuất hiện mưa rào nhẹ, lượng mưa tuy không nhiều nhưng mà sẽ làm dịu bớt đi cái nóng hầm hập vào ban ngày. Ngày mai thì trời nắng, tuy nhiên cường độ nắng nhẹ hẳn so với mấy ngày trước nhờ những dải mây dông từ phía Bắc dịch chuyển xuống bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết toàn khu vực. Mưa rào và dông cũng sẽ xuất hiện, tập trung nhiều trong khoảng nửa đêm về sáng, sẽ kéo nhiệt độ hạ thấp xuống, tiết trời cũng dịu mát. Đến trưa chiều thì mưa giảm hẳn và trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 32 đến 35 độ. Thưa quý vị, đến ngày 19 thì tại các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, mưa có xu hướng giảm hơn, trong khi các tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Bộ thì mưa dông vẫn có khả năng xảy ra vào lúc chiều tối và sẽ tập trung tại các khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh. Khả năng là cả thủ đô Hà Nội cũng sẽ có mưa. Dải mây dông ở phía Bắc hầu như là không tác động được đến thời tiết ven biển khu vực Trung Bộ. Chính vì vậy mà tình trạng nắng nóng tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ vẫn diễn ra gay gắt. Trong 3 ngày tới thì dự báo nắng và nóng vẫn là hình thế thời tiết chủ đạo ở trên khu vực này. Tuy nhiên là mức độ gay gắt cũng sẽ giảm đi chút ít với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng là từ 36 cho đến 38 độ. Chiều tối thì một vài nơi xuất hiện mưa dông cục bộ. Trở vào khu vực Nam Trung Bộ thì ban ngày trời có nắng nhưng mà không quá gay gắt như là ở các tỉnh thành phía Bắc. Và các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên xảy ra nắng nóng với mức nhiệt độ phổ biến là từ 35 đến 36 độ. Còn riêng ở phía Nam từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận thì có mưa rào và dông vài nơi, nên nhiệt độ ở tại khu vực cũng thấp hơn so với các tỉnh thành ở khu vực phía Bắc từ 1 cho đến 2 độ. Lui xuống khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thì do là nằm ở rìa xa phía Nam áp thấp nóng với ảnh hưởng kết hợp của đới gió Tây Nam trong thời kỳ chuyển mùa có cường độ yếu. Vì vậy mà ban ngày trời vẫn có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Chiều tối và đêm thì sẽ có mưa rào và dông rải rác. Thưa quý vị, ở các tỉnh Nam Bộ thì nắng nóng cũng đã dịu xuống với mức nhiệt độ cao nhất tại khu vực Trị An, Biên Hòa, khu vực Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh là từ 32 đến 35 độ. Đến chiều tối và đêm là lúc gió Tây Nam đã hội tụ đầy đủ các điều kiện nhiệt ẩm cho các đám mây dông phát triển, nên sẽ có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông khiến bầu không khí trở nên thoáng mát và dễ chịu hơn. Còn tại các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ như là ở tại Bến Tre hay là Cần Thơ và Sóc Trăng, Bạc Liêu, những cơn mưa rào sẽ tập trung trong khoảng trưa chiều và cũng sẽ làm cho tiết trời dịu mát hơn. Cuối cùng là những thông tin thời tiết cho khu vực Biển Đông. Trong 3 ngày tới thì khu vực ở phía Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió Tây Nam với cường độ cấp 4, cấp 5 và mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi. Trong khi đó thì khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa sẽ duy trì hướng gió Tây Nam mạnh cấp 4, cấp 5 vào chiều tối thường xuất hiện những đám mây đối lưu gây ra mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn xa giảm thấp 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông thì cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và có gió giật mạnh. Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các vùng trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel hoặc DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 dành cho thuê bao mobile phone miễn phí đăng ký. Đến đây bản tin thời tiết xin được khép lại với phần dự báo chi tiết cho các vùng trong 3 ngày tới. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.